PC Homie xin chào mọi người. Ở đầu video mọi người cũng có thể đoán được là hôm nay mình sẽ làm gì rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách quẩy skill mà không cần hãm bóng, gây bất ngờ và làm mất đi khả năng phán đoán của đội bạn, có tỷ lệ thành bàn rất cao. Đầu tiên mình sẽ nói về cách thực hiện, và ở cuối video mình sẽ chỉ ra lỗi mà mình hay mắc phải lúc tập trò này. Bây giờ thì vào việc mọi người ha. Để thực hiện tốt thì mọi người cần có 1. 2 đến 3 skill sở trường. 2. Khoảng cách của bóng tới cầu thủ không quá xa cũng không quá gần, đủ để thao tác của mình hiệu quả khi dùng skill. 3. Phải canh đường truyền vừa lực và trái bóng luôn nằm trên mặt sân. 4. Xác định hướng và skill cần dùng. 5. Khi đầy đủ 4 bước trên thì việc còn lại là quẩy skill thôi. Và giờ cùng mình đến với cách làm chi tiết hơn, chậm rãi hơn, để dễ hình dung hơn nha. Theo mình thấy có 3 điều quan trọng để mọi người làm được cách quẩy skill mà không cần hãm bóng, đó là canh khoảng cách từ quả bóng đến chân cầu thủ, sao cho hợp lý không quá gần cũng không quá xa. Thứ hai là trái bóng luôn nằm trên mặt sân, có nghĩa là trái bóng không được lập bập. Thứ ba, lực của trái bóng đến cầu thủ cần để quẩy skill phải có xu hướng chậm lại, nếu nhanh quá làm skill dễ bị chật hoặc không làm được. Nhìn vào video mình hướng dẫn thì có thể mọi người sẽ thấy rất dễ, nhưng nó đòi hỏi mọi người phải kiên nhẫn tập luyện rất nhiều. Tại vì lúc trước khi mình tập làm, nó khó lắm mọi người. Không phải là mình không biết quẩy skill, mà nó khó ở chỗ mình không tự tin là mình làm được. Nên mọi người muốn làm được phải tự tin lên làm nhiều vào, sai nhiều vô rồi sửa mọi người. Tại game là đề giải trí mà mọi người, mình làm được mình lên trình thì mình mới thích mà chơi tiếp chứ đúng không? Ở cuối video mình sẽ chỉ ra những lỗi mình hay mắc phải lúc trước. Bây giờ thì vào những tình huống thực chiến trong trận của mình nha. Ở pha chuyền bóng của anh 10 cho anh 7, mọi người có thể thấy quả bóng lập bập và đi rất nhanh. Mình chờ cho trái bóng hết lập bập và đi chập lại mình mới quẩy skill. Tương tự pha trước, pha này Neymar cũng đưa quả bóng đi rất nhanh và lập bập. Mọi người có thể thấy mình để trái bóng đến rất gần mình và hết lập bập hẳn mình mới dùng skill. Và đây chỉ là một số tình huống thực chiến của mình. Bây giờ thì mời mọi người cùng đến với các lỗi quẩy skill mà mình hay mắc phải khi mới tập tành làm trò này nha. Một, lỗi đầu tiên để bóng lập bập, bóng đi lập bập và còn nhanh. Mọi người có thể thấy dùng skill cái là hỏng liền. Và đó cũng là lý do tại sao mình hay nói trái bóng phải luôn luôn nằm trên mặt sân là vậy đó mọi người. Lỗi thứ hai, ấn ở khoảng cách quá xa, làm cho thao tác của mình và cầu thủ không có hiệu lực. Cầu thủ mình sẽ đứng đơ ra đó. Và nếu tình huống này mà là một trận bóng thì mình đã mất bóng rồi. Lỗi thứ nhất là quá xa, lỗi thứ hai là quá gần và nhanh nên cầu thủ mình không dùng skill kịp. Lỗi cuối cùng và mình có gặp khá nhiều luôn nha mọi người, quẩy skill trên không. Nhiều anh em mình thấy bóng thì chưa chạm đất luôn đã lo dùng skill. Sao mà làm được, trong đó cũng có mình. Haha, mình có cách khắc phục là mọi người hãy ham lại một nhịp rồi dùng skill. Trái bóng lúc này có thể lập bập nhưng vẫn dùng skill được chứ không bị lỗi.
Mọi người có thể thấy pha này mình hãm lại một nhịp, xong dùng sờ kiêu, và sau đó anh Bảy dùng sờ kiêu gọn gàng mà không hề bị lỗi, dù trái bóng vẫn đang còn lập bập. Đây là những lỗi mình hay mắc phải khi mới tập trò này. Mọi người tham khảo thử xem có giúp gì được cho mọi người không nhà. Hẹn mọi người ở video sau mình làm bài review về backhand ball ở nhà. Mình xin dừng video ở đây nha.